Tour Thái Lan, Bangkok, Pattaya, 5 ngày 4 đêm, khởi hành hàng tuần, giá cực hấp dẫn, cam kết giá luôn tốt nhất, dịch vụ uy tín. Với kinh nghiệm 20 năm tổ chức tour du lịch đi Thái Lan, với nhiều hãng hàng không cho bạn lựa chọn. Đặc biệt, ưu đãi ngay 500.000 cùng quà tặng khi đăng ký từ 3 khách. Bạn sẽ có 2 đêm tại Bangkok và 2 đêm tại Pattaya. Điểm nổi bật của chương trình, bạn sẽ được viếng thần bốn mặt linh thiêng tại trung tâm Bangkok, dạo thuyền trên dòng sông Chao Phraya huyền thoại, xem thuyền rồng của nhà vua, xem hiện tượng cá nổi trên sông, tham quan công viên khủng long Nongnoch Dinosaur Valley Pattaya, tham quan Muang Boran, được mệnh danh là Thái Lan thu nhỏ với hệ thống quần thể, công trình kiến trúc tái tạo lại giống hoàn toàn bản gốc, khám phá đảo san hô, đảo coral bằng cano, tự do tắm biển, thưởng thức hải sản và tham gia các trò chơi thể thao trên biển như lặn biển, lướt ván, dù bay, show chuyển giới hoành tráng Akasasou, thưởng thức buffet tại tòa nhà 86 tầng Bayok Sky, quý khách chụp ảnh check-in, ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Bangkok. Chùa Wat Chamit, chùa Phật vàng lớn nhất thế giới, cao 3m và nặng 5,5 tấn. Chùa Wat Phrayai, chùa Phật lớn trên đỉnh của đồi Pratunak giữa Pattaya và bãi biển Jomtien. Chân bảo Phật Sơn hay còn gọi là Khao Chi Chen, núi Phật khắc vàng. Thư giãn massage Thái cổ truyền, tặng một bữa buffet hải sản tại Pattaya, khách sạn 3-4 sao gần khu chợ đêm nổi tiếng Bangkok. Nhắn tin ngay để Lữ Hành Việt Nam tư vấn cho bạn.